Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon nhé. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sữa chua dẻo nhé. Mọi người thường biết đến cách làm sữa chua thường, chứ ít chưa nghe nhiều đến cách làm sữa chua dẻo đúng không? Sữa chua dẻo là món ăn ngon mát lạnh vào mùa hè. Ăn vào miệng mình có cảm giác nó hòa tan trong miệng luôn. Có vị béo béo của sữa và vị chua chua đặc trưng của sữa chua. Mọi người nhớ like, share, đăng ký kênh, có chuông để có thể theo dõi được những video mới và nhanh nhất của mình nhé. Để làm được món sữa chua dẻo thì ở đây mình có chuẩn bị một hộp 1 lít sữa tươi không đường, nhưng mà mình tí nữa mình chỉ lấy 660ml thôi nha các bạn. Nếu các bạn mà dùng bằng cái bịch sữa đấy thì mình sẽ dùng bằng 3 bịch nha, vì mỗi bịch đấy nó sẽ có khối lượng là 220ml. Và sữa chua Vinamilk, ở đây mình dùng bằng Vinamilk, các bạn có thể dùng bằng hãng khác cũng được nha. Ở đây thì mình dùng bằng không đường nha các bạn, để hạn chế cái độ ngọt của sữa chua nha. Điều lưu ý nhất là mình chọn cái ngày sản xuất, cái ngày nào mà gần nhất nha, tốt nhất là một tuần trở lại nha. Sữa chua này là mình phải để nó nguội nha các bạn. Hộp mà một hộp sữa đặc, một hộp sữa ông thọ cũng của Vinamilk, các bạn có thể dùng một hãng khác cũng được nha. Và gelatin mình dùng ở đây là 20g nha. Bây giờ mình bắt đầu làm nha. Bây giờ mình sẽ cho sữa ông thọ vào một cái bát lớn như thế này nha các bạn. Và mình sẽ cho sữa tươi không đường là 660ml sữa tươi không đường nha. Mình sẽ dùng cái khuấy này để mình đánh nha. Mình khuấy nhẹ nhàng thôi nha các bạn, mình sẽ nhớ là khuấy theo một chiều để hạn chế cái bọt khí nha. Nhiều bạn làm tại sao mà bị dâm đá là do các bạn cho cái lượng nước nhiều quá. Vì mình cho lượng nước nhiều quá thì nó rất là, khi mà cho tủ lạnh nó rất là dễ bị dâm đá nha các bạn. Thay vì cho nước nhiều thì các bạn hãy dùng bằng sữa tươi không đường nha, thì nó sẽ có cái độ kết dính nhá. Sữa chua nó sẽ rất là mịn mà nó không bị dâm đá. Đây, khuấy đều như thế này là được nha các bạn. Bao giờ mà mình cảm thấy nó tan hết là được nhé. Bây giờ mình sẽ lấy 1/2 phần nước. Cái này mình sẽ dùng nước nóng nha, nước nóng 100 độ. Mình sẽ dùng nửa lon thôi. Nếu các bạn nào mà không có cái lon này để mình đong thì mình sẽ lấy là 150ml nước nóng nha. Cả mình cho vào. Mình tiếp tục khuấy cho nó đều nha. Các bạn nhớ là mình làm cái bước này thì mình nên làm nhẹ tay thôi nha. Khuấy thêm một chiều.
Được rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ cho lên bếp để mình đun nha. Các bạn sẽ đun khi nào nó nổi lăn tăn là được nha các bạn. Mình sẽ đun nóng lên, đun sôi lên như thế này thì sẽ đảm bảo hơn nhé. Còn nếu các bạn nào mà không muốn đun thì mình làm luôn cũng được. Nhưng mà với mình thì mình làm như thế này để nó đảm bảo vệ sinh an toàn hơn. Mình sẽ quấy nha các bạn, mình quấy nhẹ tay thôi. Mình sẽ phải đảo đều, nếu không là cái sữa ông thọ nó đọng ở dưới đáy nồi và nó sẽ gây bén nồi nha các bạn. Cái sữa chua của mình bắt đầu sôi lăn tăn rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Sau khi sôi rồi thì mình sẽ lấy ra ngoài như thế này và để nguội nha các bạn. Mình để nguội và mình sẽ đo đến tầm từ 40 đến 45 độ C là được nha. Đây là nhiệt độ thích hợp nhất để lên men được sữa chua nha các bạn. Nếu bạn nào mà mình không có nhiệt kế để đo ấy, thì mình có thể dùng bằng tay mình sờ mình cảm thấy nó ấm là được nhá. Nhưng mà nếu để chuẩn nhất thì mình dùng cái nhiệt kế là chuẩn nhất nha các bạn. Sữa sau khi mà được lấy ra để một lúc như thế này thì bây giờ mình sờ nó đã được rồi nha các bạn. Là vì mình làm quen rồi nên là khi mình chỉ cần sờ tay là mình biết được cái nhiệt độ của nó. Còn các bạn nào mà chưa quen mình có thể dùng nhiệt kế nhiệt độ để mình đo nha. Sau khi mà nguội rồi như thế này thì mình sẽ cho sữa chua vào nha. Sữa chua cái nha. Mình cũng sẽ đổ nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Các bước mình đều lưu ý là không dùng mạnh để tránh tạo bọt khí nha. Bây giờ mình sẽ đảo đều nha. Đảo đều để cho sữa chua nó hòa quyện vào cái sữa nha. Đều rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ lọc qua một cái rây nha. Như thế này để cho sữa chua nó sẽ được mịn màng hơn nha các bạn. Giờ mình sẽ vớt bỏ những cái bọt khí đi nha. Bây giờ mình sẽ cho ra cái khuôn nha. Mình sẽ cho vào cái khuôn như thế này. Mình cũng sẽ đổ nhẹ nhẹ từ thành xuống nha các bạn. Vì tí nữa sau khi mà mình sẽ ủ từ 10 đến 12 tiếng. Sau khi đấy thì mình sẽ lấy ra để mình cho cái bột gelatin vào để mình ủ tiếp. Vậy nên là mình cho vào cái khuôn to như thế này nha các bạn. Để mình lấy ra nó sẽ được tiện hơn á.
thể dùng một cái khuôn khác nha. Nhà mình có khuôn nào thì tiện thì mình dùng bằng khuôn đấy. Sau khi mà đổ ra cái khuôn rồi thì mình sẽ hớt bỏ bọt nếu có nha các bạn. Vì nếu mình để cái bọt này tí nữa sau khi mình làm sữa chua xong nó sẽ tạo những cái rỗ ở trên bề mặt, nó sẽ không đẹp. Cái sữa chua mình làm như thế này các bạn có thể không cần cho gelatin, sau khi mà mình ủ rau mình có thể ăn trực tiếp luôn, nó rất là ngon. Nó mịn lắm các bạn. Nó mịn mà nó lại có cái độ sánh, không phải là nước mà các bạn có thể dùng thìa các bạn múc lên như thế này, nó nằm im luôn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Bạn nào mà không thích dùng, không thích ăn sữa chua dẻo thì mình có thể lấy ra trực tiếp ăn luôn cũng được, sau khi mà ủ xong nha. Mình có làm một cái video đã hướng dẫn về cách làm sữa chua rồi đấy. Nếu bạn nào mà không quan mà mình mà quan tâm đến cái cách mà làm sữa chua thường thì mình có thể vào đấy xem trực tiếp nha. Còn đây mình đang hướng dẫn cách làm sữa chua dẻo. Ở đây thì mình ủ bằng cái nồi cơm điện. Các bạn có thể ủ bằng nồi lò nướng hoặc là bằng thùng xốp cũng được nha. Cái bước này là rất là quan trọng nha các bạn. Cái bước này là nó quyết định cái việc mà sữa chua của mình có lên men được đạt chuẩn hay không nha. Thì là cái bước hấp này, cái bước ủ này các bạn phải cực kỳ lưu ý. Và đây mình sẽ cho nước là 2 sôi 3 lạnh nha. Mình nhắc lại là 2 sôi 3 lạnh nha các bạn. Như thế là nhiệt độ chuẩn nhất để có thể kích lên men nha. Do ở đây là mình dùng quen rồi, thế nên là mình không cần phải đo, không cần phải đong. Còn các bạn nào mà chưa quen thì mình có thể lấy cái bát hoặc lấy cái cốc để mình đong nha. Và mình cho làm sao cho ngập được nửa cái 2/3 sữa chua để mình cho vào mình ủ nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho sữa chua vào mình ủ nha. Các bạn lưu ý là sau khi mà mình ủ sữa chua xong thì các bạn phải theo dõi cái nhiệt độ á. Cứ 2-3 tiếng thì các bạn sẽ mở ra kiểm tra một lần. Nếu mà nước mà hết nóng, nó không còn ấm, nó nguội thì các bạn sẽ phải thay nước nha. Nhưng mình cho vào nồi cái cơm điện này thì nó cũng rất là tiện. Mà khi nào mà khoảng 2-3 tiếng mình kiểm tra hết nó mà hết lạnh là mình lại chỉ cần cắm cái kích điện lên thôi. Mình để khoảng 5 phút là nước nó lại ấm trở lại, là mình lại rút điện và cứ như thế. Các bạn sẽ ủ trong vòng 10 đến 12 tiếng nha. Cái này thì nó cũng phụ thuộc vào cái nhiệt độ phòng của các bạn nha. Ví dụ là mùa đông thì mình sẽ phải thay nước liên tục hơn, thì vào mùa hè thì nó sẽ đỡ hơn, vậy nên là bắt buộc. Nhưng mà thời gian cho các bạn căn là từ 2 đến 3 tiếng nhá. Bây giờ mình bắt đầu đi ủ đi ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ đổ nước lọc để cho nó chỉ đủ thấm bột thôi nha. Sau đấy thì mình để 5 phút. Để 5 phút, bột nó sẽ trong suốt lại. Đây là sữa chua sau khi mình đã ủ xong nha các bạn. Bây giờ sẽ đổ ra một cái khuôn nha.
các bạn xem nhé, sữa chua sau khi mình ủ xong mình chưa để ngăn mát tủ lạnh mà sữa rất là ngon. Mình múc tưới cho các bạn xem. Bột gelatin sau khi mà nó để 5 phút và mình cho lên, mình hấp cách thủy xong thì bây giờ mình sẽ cho vào cái khuôn sữa chua này nhé. Các bạn điều chỉnh muốn ăn, bây giờ mình sẽ đảo nhé. Các bạn muốn ăn sữa chua cứng hay dẻo thì các bạn điều chỉnh cái lượng bột gelatin nhé. Sau khi mà đào xong rồi thì mình sẽ đậy lại và mình để ngăn mát tủ lạnh từ 6 tiếng, xong đó thì lấy ra dùng được rồi nha các bạn. Đây là sữa chua mình đã cho vào ngăn mát tủ lạnh được 6 tiếng, lấy ra và cắt miếng nhé. Để lấy ra được dễ dàng mình cho vào ngăn đông tủ lạnh tầm 20 phút, sau đó mới lấy ra để cắt miếng nhé. Các bạn nhìn thấy nó rất là trắng mịn, đẹp mắt. Mình có thể dùng thìa để xúc nó lên như thế này này. Ăn rất là ngon, mát lạnh luôn ý các bạn. Chúc các bạn thành công với món sữa chua dẻo nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nhé.